Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15, 4 chương trình 19 đề án của tỉnh ủy, các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, thành ủy đã cụ thể hóa thành 5 chương trình với 22 đề án trọng tâm giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành 23 chỉ thị, 8 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội trong một số lĩnh vực quan trọng cấp bách. Với quan điểm, định hướng đúng đắn, quyết tâm chính trị cao, đến thời điểm này, toàn bộ 20 trên 22 mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã hoàn thành. Trong đó có nhiều chỉ tiêu về đích sớm, có chỉ tiêu vượt xa mục tiêu đề ra như thu ngân sách đạt 193%, thu nhập bình quân đầu người đạt 106,3%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vượt 20%. Trên địa bàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại. Tình hình trật tự và mỹ quan đô thị của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Diện mạo đô thị có những thay đổi theo hướng ngăn nắp, sạch đẹp, văn minh, ý thức tự giác của người dân không ngừng được nâng lên. Mặc dù nghị quyết đại hội không đề ra, song để đưa thành phố sớm trở thành đô thị loại 1, Đảng bộ đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đô thị, trong đó tập trung hoàn thiện quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040. Đến nay, thành phố đã hoàn thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính chuẩn bị cho mở rộng không gian đô thị với tầm nhìn dài hạn. Huy động xã hội hóa do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp được 65,2 tỷ đồng cho chỉnh trang đô thị, điện trang trí, chiếu sáng tại các tuyến phố chính trên địa bàn. Sau hơn 3 năm triển khai đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, cơ bản các nhiệm vụ của đề án đã đạt cao về tiến độ so với mục tiêu của đề án và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đề ra. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, có 3 trên 7 chỉ tiêu đã đạt trên 100% so với mục tiêu đề án, có 4 trên 7 chỉ tiêu đã đạt từ 70 đến 90% mục tiêu đề án. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Các dự án phục vụ du lịch được tăng cường đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách đã góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư tại các vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng được Lào Cai đặc biệt quan tâm đầu tư với những mục tiêu giải pháp đồng bộ mang tính đột phá chiến lược. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đề án theo đúng kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch cho người dân, quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch đã được phê duyệt như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2030, quy hoạch tổng thể phát triển Sapa thành khu du lịch quốc gia theo quyết định số 1845 ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của dịch vụ, sản phẩm du lịch, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành du lịch, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch. Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 28 tháng 7, cả nước có 1.342 chủ rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, với số tiền đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Điểm mới nhất là toàn bộ số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay đều qua tài khoản ngân hàng. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ được giao rừng đã mở hơn 44.000 tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử gần 160 tỷ đồng. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ được khoán quản lý bảo vệ rừng đã mở 8.730 tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử hơn 144 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử trong chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử rất phù hợp với thực tiễn và xu thế chung. Đối với tỉnh Lào Cai, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống ngân hàng bắt đầu được thực hiện từ tháng 5 năm 2019. Thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với phương thức thanh toán qua tài khoản của cộng đồng đã giúp nâng cao công tác xã hội hóa lâm nghiệp trong cộng đồng thôn bản sống gần rừng, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao dân trí, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Với cách chi trả thông qua tài khoản ngân hàng, tiền dịch vụ môi trường rừng tới người nhận được nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, an toàn, minh bạch và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trước đây Susu Sapa chỉ trồng phân tán, sản lượng nhỏ, tiêu thụ tại chỗ, giá rẻ nên hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi xây dựng mối liên kết, Susu được trồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Với quy trình sạch, an toàn,
sản phẩm quả và ngọn su su đã có mặt tại nhiều chợ đầu mối, siêu thị lớn của thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh trong khu vực phía Bắc. Mỗi túi su su này có trọng lượng 10 kg và được dán một tem truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây là minh chứng cho một sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn được cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh xác nhận là điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm quả su su Sapa. Tem dán rồi thì là chúng tôi đưa vào các siêu thị ấy. Thì là các siêu thị với lại các khu tập thể như là bộ đội rồi các trường học, hợp tác xã cứ đến nhà ai là bắt đầu tiêu thụ cho chúng tôi. Chúng tôi không phải đi coi như mời chào thương lái. Trước kia là chúng tôi thì giá thương lái nó cứ ép giá. Nhưng bây giờ là hợp tác xã có đi rồi là cứ có một cái niêm yết giá đi rồi là chúng tôi cứ thế là chúng tôi thu lên để cho hợp tác xã đưa đi để các nơi. Bây giờ thì được áp dụng cái khoa học kỹ thuật thì chúng tôi trồng nhất là phân bón nó là phải theo quy trình như là phân hữu cơ. Thứ hai nữa là quả giống là phải đẹp, đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi áp dụng cái khoa học kỹ thuật để cho cái sản phẩm nó được đẹp hơn và nó ngon hơn và tiêu chuẩn này nó cao hơn. Năm nào chúng tôi cũng mở rộng diện tích và thu nạp thêm thành viên để làm sao mà cái sản phẩm đầu ra đáp ứng được nhu cầu thị trường. Su Su Sapa thích hợp ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khác với Tam Đảo hay Đà Lạt, ở Sapa, Su Su chỉ trồng một lần, có thể để nguyên gốc cho thu hoạch tới hàng chục năm không tàn. Chính vì lẽ đó, Su Su Sapa luôn giữ được nguồn gen gốc, quả ngon hơn nơi khác, giòn và ngọt. Sau mỗi mùa thu hoạch, từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm, người dân lại cắt bỏ các dây su su ở trên giàn, đồng thời tiến hành bón phân, chăm sóc cho phần gốc. Để giữ thương hiệu Su Su Sapa, nông dân đã được tập huấn trồng bằng giống nguyên chủng, bón phân hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học và không dùng thuốc trừ sâu. Thực hiện tốt các việc từ cái khâu trồng, chăm sóc, chế biến để đảm bảo được cái thương hiệu của nhãn hiệu Su Su Sapa. Thì khi giá cả của thị trường có sự cao hơn thì cái việc cần thiết cái quản lý trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là sử dụng các cái vật tư phân bón thuộc bảo vệ thực vật thì cần thiết phải quản lý một cách chặt chẽ hơn. Sapa đã quy hoạch vùng sản xuất rau sạch cao cấp khoảng 300 hecta, trong đó su su là 120 hecta. Sản lượng su su quả hàng năm đưa ra thị trường khoảng 50.000 tấn. Để quảng bá sâu rộng hơn nữa thương hiệu su su Sapa, một số hộ dân đã đưa khách du lịch tham quan trải nghiệm việc thu hoạch quả su su. Đây được xem là hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch đang được Sapa hướng tới. Khách du lịch đi qua nếu mà họ có nhu cầu muốn mua thì là cũng xuống giàn, họ tự hái, họ tự mua nhiều, họ hái nhiều, mua ít, họ hái ít, xong lên thì chúng tôi cân và thanh toán tiền. Mà bây giờ là hầu như nhu cầu chung là khách du lịch người ta thích xuống vườn người ta hái nhiều hơn. Tại thời điểm này, quả su su đang được nông dân bán cho các đơn vị thu mua với giá từ 7 đến 9.000 đồng mỗi kg. Giá bán này cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,7 đến 2 lần, đã mang lại niềm vui lớn cho người trồng su su. Tuy nhiên, cùng với việc bán được giá thì vấn đề quản lý vùng nguyên liệu cũng phải được thực hiện tốt để sản phẩm quả và ngọn su su đạt các tiêu chuẩn an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm bảo vệ nhãn hiệu tập thể Su Su Sapa được công nhận từ năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đã được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả. Nhằm nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thường xuyên kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động của 60 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ phòng chống ma túy tội phạm, câu lạc bộ gia đình trẻ, hoạt động của 31 đội thanh niên cờ đỏ và 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó là duy trì hoạt động của 164 mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội và mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động nữ thanh niên không bỏ đi tại địa phương được đẩy mạnh thông qua việc duy trì và phát triển một số mô hình mới như câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống cho nữ thanh niên dân tộc thiểu số, duy trì các câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, tuổi trẻ với pháp luật. Bên cạnh đó là tổ chức cho học sinh, đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật.
tổ chức tuyên truyền pháp luật qua chương trình Khi tôi 18, câu lạc bộ pháp luật trong khối trường trung học phổ thông, lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật vào các hoạt động khác của đoàn như sinh hoạt chi đoàn, chi đội, các hoạt động chuyên đề như ma túy, mại dâm, buôn bán người, an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.